Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay thì thấy rất là nhiều bạn yêu cầu thì mình cũng làm một cái clip sơ sơ về vị tướng Hindu. Và vị tướng Hindu thì mình sẽ trang bị cho cái vị tướng Hindu là tốc biến. Để xem hôm nay mình sẽ ulti cộng tốc biến nó sẽ đáng sợ như thế nào nhá. Hiện tại mình đang đi đến xếp hạng đây. Nhưng mà cái nick này của bạn này vẫn không có ngọc gọi là ngọc phép, nên là mình sẽ sử dụng bằng ngọc AD nhá. Ôi dồi ôi, bên kia sao mà nhiều rừng thế này, mạnh quá trời rừng luôn. Ôi ôi, Nakroth, Muret, Violet, Zil, Athu. Vâng, bởi vậy những vị tướng như thế kia bên kia đi rừng thì mình cảm thấy rất đáng sợ. Tại mình hôm nay thì có Lữ Bố, rồi Violet, Phi Công Trẻ, Ra, Zone. Hôm nay mình chắc lẽ sẽ đi cùng Zone, mình sẽ đi support. Và cái công việc support là công việc rất là nhàn hạ. Đó chính là chiêu cuối cộng tốc biến thôi. Hôm trước mình có làm một cái clip Violet như vậy. Mà thấy một bài kia bạn chơi Hindu, ôi cộng tốc biến đánh rất là hay. Mình cũng muốn đánh hay như thế. Nhưng mà sự ra nói thì mình chơi con Hindu này rất gà. Nhưng mà kệ, chủ yếu vào cho mọi người xem cái trình độ của cái con Hindu cầm tốc biến nó đáng sợ như thế nào nhá. Tức là nó lúc mà nó ulti ấy, nó tốc biến qua nó vẫn có thể sử dụng ulti tiếp mà nó không bị biến mất. Vâng, rất là hay. Ok, vào trận thôi. Chắc có lẽ trận này mình lên cho nó một cái phượng hoàng lệ thôi, còn đâu mình sẽ lên mát giáp cho nó nha. Mình cũng không biết trận này nó sẽ ra sao, nhưng mà có lẽ mình bảo ngọc sát thương mà đâm ra ngọc phép không có, hơi cùi. Đầu tiên mình cứ đi canh rừng cái đã. Đấy, đi vào khu rừng nó cướp đấy, đúng rồi, bên kia nó tranh nhau xong rồi giành nhau rừng ấy, nhưng mà ồ nó cướp thật kìa. Vãi. Vào đây ra. Ủa, bạn ấy bạn đánh nhau ý ai u trong này mà bạn chả nhìn thấy gì à? Vãi cả lều nhỉ. Một hit. Một em dính trưởng rồi, một em nằm xuống. Ủa ôi. Ui sổ men. Bạn ấy bắn trúng ở trên nó rồi. Đậu phộng trôi. Ra ơi đằng sau nè, đằng sau quay. Đúng rồi. Hay quá, bạn có mắt ở đằng sau luôn à. Bạn đang đánh cái con chim hi ha hi hục, bạn có tốc biến ra đâu. Bạn bộc phá chết em luôn ở đằng sau thì mới ghê chứ. Hay rồi, thế là hay rồi. Thôi đi về, về đường dòng của mình thôi. Support là về về. Ôi được cái bùi xanh này giờ mình mới để ý nha. Được cái bùi xanh này mọi người, ngon không? Ôi giời ơi, đợt này được P. Cứ vào được 2-0 thế này, trận này lúa tốt rồi. Mình thấy rất là mấy bạn rất là thích cái Hindu mang cái trang bị tốc biến. Nó đã qua nó cướp rừng xong rồi, các bên kia nó không tham gia giao tranh mà nó khôn, đi nó ăn rừng cơ, trộm rừng, ăn rừng nó ăn trộm rừng luôn, hay quá. Cái con này thì bây giờ sử dụng chiêu một phát mình có thể sử kích hoạt cái nội tại của nó luôn nha. Thích lắm. Này thì chơi này chơi đấy. Anh chơi không? Cấp 2 mà đấu với cấp 3. Ôi vãi cả lèo. Ê. Xin lỗi. Mấy anh làm gì căng vậy? Mấy anh căng thế. Thiệt luôn ấy, solo Athu không đủ cửa với mình đâu. Này có đốt, nó khôn quá. Chơi hay á. Rồi, cả bầy cả đàn thế này ai mà chơi. Tiếp ơi, mấy tiếp ơi. Ui sợ men. Từ để mình cấp 4 mình làm một phát chiêu cuối đẹp mắt cho mọi người cùng xem nào. Bắn trúng rồi đó, nghe không? Rồi giòn. Rồi ơi, anh làm trò gì đấy? Anh đang thẩm du trong cái khu rừng này. Bắn chơi. Này thì chơi này. Giòn đánh chán quá. Ủa hồi nãy 2-0 bây giờ 3 đều rồi á. Có vẻ như team mình có vẻ yếu đuối đấy nhở. Chết này. Úi sổ ra nằm xuống rồi. Eo ơi team mình chết hoài vậy. Phát cả lều. Rồi anh ơi. Anh nghĩ sao ở top 4 đánh với cấp 4 anh chơi nổi em không? Trời ơi anh không nhìn thấy cái gì à. Nhìn này tốc biến này. À định mệnh. Nó hết chiêu cuối rồi. Mình tốc biến lên đâu có được cái gì đâu. Ôi hồ ôi. Bác gà lèo.
hơi sơ suất một tí, không sao không sao, hơi sơ suất chút xíu mà, có chút xíu thôi, không sao hết. Vai cái lèo thật chứ, đùa. Thấy người ta ulti tốc biến đẹp vãi cả lèo ra. Không hài, cái đấy mình tốc biến vẫn được chứ, nhưng mà khi chưa cuốn hết thời gian rồi. Không thời gian chứ đâu nhất định, chứ phải tốc ulti hoài được đâu. Lấy chồng, lấy trụ được không? Ủa nhanh thế, mới về đã ra rồi. Mới về đã ra rồi này, bắn hụt nhá. Kametoko đấy. Mọi người có cái xe đọc chuyện cho Goku thấy Kametoko. Chà. Đẹp. Ulti chơi. Mày do bạn ấy còn đứng trong nhà, bạn làm trò hề trong này, đầy cái máu luôn. Cứ đứng trong nhà, chả hiểu, tốc biến luôn kìa. Thua. Đầy cái máu luôn, núp trong nhà. Nếu hiểu tại sao luôn, có phải là không có support đâu mà núp trong nhà. Nếu mà không có support, núp trong nhà là đúng rồi đấy. Đây mình support, mình đánh nhau bên ngoài, bạn đứng trong nhà, bạn nhìn. Gặp toàn óc, mãi là lều luôn. Mình thấy bạn ấy đánh rất là tệ, bạn ấy trên người khác. Chả hiểu sao luôn. Từ từ, đúng rồi, từ từ. Mình đang gánh tem mà. Đi rừng là phải gánh tem chứ. Không gánh tem mà, ôi thôi chết em. Mất luôn chỗ cuối. Thế mà đen chứ. May chỗ cuối nó hồi nhanh ấy. May sau là đủ tầm luôn. Khi mà hồi tóc biến cái này chỗ cuối nó hồi luôn. Thơm. Mình sẽ cho làng cho mọi người xem những pha đẹp mắt. Gindu chỗ cuối cộng tóc biến nó sẽ như thế nào nhá. Bùm này trúng rồi đó, trúng rồi đó, trúng rồi đó. Bước qua đây mà ăn rồng này. Eo ơi, tem người ta kìa. Trời ơi là trời, nó đánh như thế này thì ai mà dám chơi nó. Ôi do này anh ta đánh giống như nhắc cháy. Nè, tốc biến nè. Đấy, đéo đâu, đéo, sợ ơi. Diêu ăn chọn cái tốc biến của mình luôn, ăn chọn cái chiêu cuối của mình luôn, không thoát được luôn. Đấy mọi người thấy không? Đó, chiêu cuối cùng tốc biến á, nó chỉ cần nó chạy chạy ra mép rìa, phát mình tốc biến ra, phát nó tiếp tục dính luôn. Hay, quá hay. Một pha combo quá tuyệt vời luôn. Chết rồi. Này thì chơi này, chơi không? Bạn do bạn đánh nhát quá à? Bạn kiểu như là bạn ấy kiểu như là con gái ấy. Em chưa 18 ấy, cứ đánh cứ đứng núp núp không à. Bắn nó đi, chạy làm gì, đúng rồi, bắn đi, chạy thế nào nhỉ, vai chạy. Mình nó mà sử dụng chiêu cuối này nó chỉ có đứng đơ như cái cơ thôi, nó không làm được cái gì đâu. Mất công nó chạy thoát rồi đó, mình lại tức ói máu thì cũng nên chứ. Trời ơi, 4-8 luôn, vãi cả lèo rồi, xong lữ bố. Oh man, lữ bố 03. Ôi giời ơi là giời. Chơi game hay đi fit mạng đây hả giời. Chơi không? Ôi, nào cái đó mình kìa nó hay quá. Nó hay quá. Trời ơi, nó trâu như bò thế này, ai đánh được nó đây? Sáng rồi đó. Chạy đi. Chạy này. Men. Thật luôn á, John tem mình với cả nói chung là tem mình đánh kiểu gì ấy. Chết này. Chơi này. Bước qua đây chém đi. Mất chiêu cuối của con ấy luôn kìa. Lướt qua bên này này làm gì nhau? Hả? À, bạn tính làm gì nhau? Có ngon băng trụ chơi này. Một người băng trụ thôi nha. Hai đủ mạnh dữ. Hết máu rồi thế này ai dám bay vào. Trời luôn, lỡ rồi, yêu luôn cho máu. Công mình không bay vào, các bạn ấy kêu là lên cái này nào. Được đấy nhỉ. Không có cả và cái giờ cái thằng support nó sợ chết. Lại cả lều ra không bốn luôn. Triệt. Ai chả hiểu sao lũ bố đánh kiểu gì. Bạn ấy không bố luôn á. Lũ bố là mình nhớ là bởi vì tướng đấu sĩ có khả năng khó bị ăn hành ở trên đường kinh công ấy mà. Đây bạn không bố luôn. Ôi sợ men. Lũ bố nó trâu lắm chứ. Chưa được pha ảo rượu này à. Bùm. Bùm. Úi giời ơi men. Chiêu cuối này à. Ôi sợ men. Đấy. Gục một em. May cho bạn là mình bắn hụt đấy. Mình bắn trúng một phát là bạn gục ngay và luôn đấy. Thích băng chủ à. Bạn đâu phải tưởng ai cũng giống như ai đâu. Đâu phải mình đâu phải là đấy đâu mà yếu đuối hả.
chơi này, có chỗ cuối này, có tốc biến rồi này, làm tí không anh, làm pha đẹp mắt chơi coi chơi nào, làm pha đẹp mắt coi chơi nào, nào nào làm pha đẹp mắt coi chơi nào, nào tốc biến chi, yeah, bùm, găng bạch kim, vãi găng bạch kim, găng cái đó là găng bạch kim. Mặc dù mình chơi con Ginu này rất ít nhưng mà kệ, vào làm clip cho mọi người xem, mấy bạn cứ thích kêu Ginu càng bị tốc biến đi anh. Con này, con này, con này, hãy xem ra đây, chiêu cuối này, cho vẫn phát được cái con Ginu, chán thế nhở, Ginu nó vẫn phát nhở, phát đấy mình tốc biến ngắn quá, ui ôi, ui ôi, ui ôi, mấy anh ơi, mấy anh với chị ơi, mấy anh với chị tập thể em ở trong đấy, mấy anh với chị có vui không, vãi cả lều ra. Súc vật Violet dừng thua. Sao bạn lại chửi người ta súc vật như thế? Và trong khi đó bạn thì cũng gọi là phía loài phía lọt ra không sáu luôn, bạn cứ chửi người khác. Vãi cái chửi ra nó không sáu mà nó chửi Violet kìa. Oh man. Cố lên, cố lên. Đúng rồi, cố lên. Cố lên, đừng có đầu hàng, đừng có đầu hàng, đừng có để nó ăn. Đây đây, ôi dồi ôi, mình ra tới rồi đây, cái trụ vẫn còn, cơ hội vẫn còn tràn trề và chứa chan. Cố lên nào, cố lên nào, ui sợ ulti nè, chạy đi, chạy hộ mình cái, chạy hộ mình cái, ôi giời ơi thơm. Này thì, thật chả nó đau thế, này thì, không đủ tầm, không đủ tầm mình bắn cho con đấy nó chết rồi. Này thì, chơi này, đừng chơi trụm trụ nha, xấu nha, mấy bạn kia chơi xấu nha. Tem bên bạn rất là xanh nha, chơi cái trò trụng trụ là không được nha. Đúng. Thật sự trận này nếu mà gặp đồng đội mình nó là ngon ngon thì cũng đến không đến nỗi tệ lắm đâu, mà cái đồng đội mình kệ quá. Chắc có lẽ mình chịu không nổi rồi, giờ mình lên cho nó cái phiên thất truyền đi. Thật sự là trận này tem mình đánh yếu quá. Mình chả biết nó làm sao luôn, chứ 07 rồi 02 không đủ các loại âm mạ này kia. Nhìn nè ui dồi ôi ui dồi chán thế nhở. Ùm ôi hắc não luôn kìa, thấy không, mọi người thấy hắc não không, sợ hắc não luôn đấy 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 ấy chà. Rồi xong rồi, xong em nằm xuống rồi, nằm xuống rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Ui ở chiêu cuối này. Ui giời, tặng cho anh cái tốc biến vào mồm này. Sướng nha, phê nhá. Ui man, what the hell. Anh muốn gì đây? Anh ơi, anh muốn gì đây? Ăn thịt chó hay là ăn thịt mèo? Bùm. Bùm. Bùm 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 bùm. Bùm. Đứng lại đó cho em. Ui giời ơi, thích chết à. Hãy xem ta đây. Chết vèo. Rồi, thua. Đấy, mọi người thấy mà. Mình cũng biết nói gì á, thua này. Thua này mấy bạn kêu, ôi dồi ôi đánh gà đánh này. Mấy bạn đâu biết là tem mình nó chết như diệt sáp ấy. Sao mà đánh được, mình chỉ là phận yếu đuối thôi. Chỉ là một cái con tướng đi support thôi. Support thì sao mà gánh được tem được. Phát cả lều ra đánh kiểu đấm kiểu gì. Đồng đội mình nó chết hoài, chết miết. Chứ không thể nào mà ngừng được. Trận này mình chơi tốt lắm ấy chứ, nhưng mà nhưng mà đứa bố thêm mình, bạn ấy yếu quá. Không biết chơi, 08 luôn, 26, 13, 45, có một mình không âm mại thôi. Ok, thì nói chung là theo yêu cầu mọi người thì mình cũng đã làm rồi nhá. Sau này mình có cái nick có bảng ngọc phép, mình sẽ làm lại sau. Bye bye tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ.